Ok, xin chào anh em. Thì rất nhiều anh em hỏi bên nhân Việt Mail Education và kể cả hỏi riêng mình về cái câu chuyện là chúng làm sao chúng ta tìm được con hàng win, làm sao chúng ta thể kinh doanh được cái tìm những sản phẩm dễ bán và dễ kiếm ra tiền và bán phát là ăn luôn. Thì thưa các bạn, sản phẩm nào cũng vậy, nó sẽ có các vòng đời sản phẩm của nhau. Thế nên chúng ta phải có những cái nội dung, concept cho chúng ta test được sản phẩm và tìm được sản phẩm một cách hiệu quả. Thì trên đây là nhân Việt Media sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái giai đoạn mà các bạn phải hiểu về con sản phẩm. Và giai đoạn nào giai đoạn chúng ta cần chạy sạch, giai đoạn nào chúng ta cần chạy thủ thuật và giai đoạn nào chúng ta cần scale boom mạnh nhất nguồn tiền quảng cáo vào để chúng ta bán được hàng. Thì giai đoạn đầu tiên trong cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu test một con hàng thì nó là giai đoạn mà chúng ta gọi là intro, nghĩa là chúng ta tập trung vào tìm sản phẩm và test thị trường. Thì giai đoạn này nó sẽ phân chia ra làm hai cái, một là giai đoạn educate thị trường, hai là giai đoạn ăn theo một thương hiệu khác. Thì thường hiện tại giờ theo cái quan điểm của các bạn sẽ là tìm sản phẩm trên thị trường mạng, cái nào ngon thì react theo và chạy theo. Thì mục tiêu chính của cái này là thường là gì? Tung ra các chiến lược truyền thông, tung ra các bài quảng cáo để tìm ra được cái tệp khách hàng và tìm ra được cái content viral của mình ngon để bán sản phẩm. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn tăng trưởng. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đã cần scale cực kỳ khủng khiếp khi chúng ta tìm được con hàng win. Nhưng với anh em quảng cáo thì anh em sẽ chia ra làm hai dạng, một là black, hai là chạy sạch. Anh em luôn luôn có tư tưởng ngay từ ban đầu là đâm thẳng black ngay đầu tiên để scale khủng khiếp lên và chúng ta sẽ bán hết những con hàng đấy trong thời gian đầu, xong chúng ta sẽ đổ xỉ hoặc chúng ta bỏ luôn con hàng đó. Thì cái điều này điều không nên. Vì tại sao không nên? Vì con hàng chưa chắc nó đã gãy ngay trong cái phần trong giai đoạn 3 tháng đầu đến 6 tháng đầu. Thế nên chúng ta cứ tập trung chạy sạch trước, chúng ta nếu mà tăng tỷ lệ chốt trên 50% mà ngon, chúng ta cứ chạy sạch đi. Đến thời điểm mà chúng ta cảm thấy là bắt đầu có những người khác nhảy vào lại cùng con hàng đấy rồi và đốt nhiều tiền hơn mình thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến câu chuyện làm black. Giai đoạn là giai đoạn thứ ba, giai đoạn chín mùi là chính những cái giai đoạn mà anh em thấy là nhiều anh em cùng test con hàng vào con hàng đó và anh em nhiều anh em cùng sử dụng con hàng đó, thì bắt buộc chúng ta phải scale ngân sách quảng cáo và scale cái truyền thông của chúng ta để bán được nhiều hàng nhất, miễn sao là chúng ta có thể duy trì được cái lượng hàng còn tồn kho và những lượng hàng mà chúng ta đã đặt sản xuất mà chúng ta chưa nhận về, để làm sao để tạo ra được dựng ra thêm được nguồn vốn để chúng ta test thêm con hàng nữa, quay về giai đoạn một đó. Giai đoạn bốn là giai đoạn suy thoái. Giai đoạn này là chắc chắn là giai đoạn lỗi thời của sản phẩm và giai đoạn này là giai đoạn nhiều anh em nhảy vào rồi, nghĩa là giai đoạn vớt nước chót. Thì chúng ta bắt buộc phải giảm giá và thanh lý khẩn cấp tồn kho hết để mà chúng ta có thể đưa ra được cái con hàng mới, tester ra một sản phẩm mới và đưa ra cái chiến thuật tốt hơn cho con hàng mới chúng ta scale lên. Đó, thì trên đây là cái vòng đời của sản phẩm của nhân Việt Meta Education được học và được đào tạo từ năm 2012 đến bây giờ. Và nhân Việt Meta Education hôm nay tích hợp lại và chia sẻ cho các bạn. Chúc anh em thành công, anh em mãi đỉnh. Nhớ anh em nhớ ủng hộ và follow kênh Nhân Việt Meta Education nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.